cũng gần ấy đâu, nhưng mà nó thơm lắm. Đây mình sẽ bỏ vào đây, cắt xong mình sẽ bỏ vào đây. Đây là không bỏ cái rễ luôn các bạn nghe, không bỏ cái rễ luôn. Như vậy đối với người già người yếu rồi sức khỏe đó mình, sức khỏe đó mình được nhất. Mình đang sắc lót để ngâm mật ong, chỉ dùng cho mấy người già thôi. Rồi này mình dùng được lắm nhất. Sâm Ngọc Linh ai mà anh nào yếu yếu rồi đó. Ngâm mật ong uống rất là khỏe, để dành cho những người già, những người ốm dại rồi đó, dùng để bồi bổ cơ thể rất là hay. Mình mua từ một người quen bên Nam Trà My nè. Đây là sâm trồng các bạn nghe, đến chính là đây là sâm trồng nha. Sâm rừng thì không có giá này đâu. À, rồi mua gửi mua hai loại, một loại là ba củ một lần, một loại là năm củ một lần. Thì mình được biết là nếu qua cũ thì trồng được tầm khoảng 7 năm, năm cũ một lọ thì tầm khoảng 4-5 năm. Nhưng theo mình thì nếu mình chưa kinh nghiệm thì nên mua mấy lọ này để thử. Đó bao nhiêu như cây sâm Ngọc Linh mình thấy không bỏ lá, bỏ rễ lá thì dùng tắt tật, lá thì ngâm nước, nấu nước, ngâm rượu uống. Củ thì ngâm rượu cũng được, nhưng mà mình thì thích ngâm mật ong. Đi ăn sống cũng được, thấy nó giống như củ gừng vậy nè, nó củ gừng đó. Nếu bọn nào chưa biết lấy sâm Ngọc Linh, cần hiểu thêm về nó thì cứ liên hệ với mình. Mình sẽ để lại đường link bên dưới. Mình có mua bán trao đổi. Này chứ nó cũng sắc là nó cũng nhiều lắm đó chứ. Rất tốt cho người suy nhược cơ thể.
bây giờ trên thị trường cũng có nhiều lúa lắm, trồng cũng có, tự nhiên cũng có, tự nhiên cũng có mà trồng cũng có. Thì mình thì ngâm vào mặt ao mà để dành thôi, dành rất tốt, dùng để chống suy nhược cơ thể nhiều không, nó như củ gừng á. Thường là họ bỏ trong cái lá này là lá sen nè, để đủ để dưỡng ẩm để đi xa được. Cái củ này to, cho những người già yếu rồi sử dụng rất tốt, sử dụng rất tốt á. Ngâm vào đây và để dành đến lúc cần thiết mình đem ra mình sử dụng. Đây thì chỉ có tốt nhất là ở vùng đất núi Ngọc Linh, vì phần giữa Quảng Nam và Kon Tum, nhưng nó nghiêng về phía Kon Tum nhiều hơn. Kon Tum là hắn nằm cánh đất Lai, Phước Sơn, thổ những ở đó nó làm cho cái sâm này phát triển được. Nó phải trên dịch nhiều luôn á. Này nó chứ cái hộp này có mớ rồi nè, đúng không? Đây mình đổ mặt vào mình ngâm trong này, giữ lại được. Mình thấy đẹp không? Rất là giá trị. Tiếp tục còn mấy củ nữa mình sắt luôn, làm luôn. Trồng nha, trên rừng thì không có giá này đâu.
gỡ mua hai loại, một lùa là ba củ một lần, một lùa là năm củ một lần. Thì mình được biết là nếu như ba củ thì trồng được tầm khoảng 7 năm, năm củ một lần thì tầm khoảng 4-5 năm. Nhưng theo mình thì nếu mình chưa kinh nghiệm thì nên mua mấy lùa này để thử. Đó bao nhiêu như cây sâm ngọc linh mình thấy không bỏ lá, bỏ rễ lá thì dùng tắc tạch, lá thì ngâm nước, nấu nước, ngâm rượu uống. Củ thì ngâm rượu cũng được, nhưng mà mình thì thích thì cho những người già yếu rồi sử dụng rất tốt, sử dụng rất tốt á, ngâm vào đây và để dành đến lúc cần thiết mình đem ra mình sử dụng. Pin nó còn nhiều sao nó tiếc vậy. Rất là đẹp, rất là đẹp. Thấy là nó giống cái gì mày mắc, là nó củ gừng quá vậy, nó củ gừng quá. Mà quay nó có xíu thì nó nám sâu rồi, nó có ảnh hưởng gì mà pin thì còn quá trời. À chắc mất cái dài này, nám sâu rồi. Rồi ok, cái này thì có thể mình để mình ngâm rượu luôn, ngâm rượu mình uống thử thôi, không có ra sao ha. Rồi chừng này là ngâm mặt được rồi, ngâm mặt ra. Rồi, cái này thầm sắc luôn, cái này để ngâm rượu. Rất là đẹp.
rất là đẹp. Rồi mình bắt đầu mình cho mặt vào. Ui, các bạn xì không? Đồ mặt màu nha. Đây là cũng mặt ong rừng nguyên chất luôn á. Nè, để các bạn xem. Hấp dẫn không? Đó, mặt ong rừng nguyên chất luôn nè. Rồi tắt cho nó xuống. Sót mấy cái rau rau nó bỏ vô luôn. Nghĩ chắc nó là rất là hấp dẫn á. Ồ. Thằng nó ngái rồi. Mình cắn nắp này rồi. Nó tròn không biết. Ê, nó dâm lũi nhiều mặt quá. Ok đi. Rồi, rất là đẹp. Rồi, một hũ mật ong ngâm sâm ngọc linh mình đã hoàn thiện.